Kính thưa quý vị khán thính giả của Đài Little Sài Gòn TV, chương trình luận đàm thời sự của chúng tôi xin được tiếp tục với những cái thảo luận về những vấn đề nóng bỏng vừa qua ở tại Hoa Kỳ, thế giới và Việt Nam. Trước tiên là vấn đề ở Hoa Kỳ. Thì ở Hoa Kỳ thì chúng ta thấy rằng hôm thứ Ba năm Tây tháng 11 có cuộc bầu cử ở Kentucky, ở Virginia, và những cái triệu chứng của vấn đề là cử tri bắt đầu hơi ngã về dân chủ thì nó xuất hiện ở Kentucky, Virginia, Mississippi, New Jersey. Mà chúng ta thấy Kentucky thì là thống đốc, Kentucky là tiểu bang đỏ lâu nay, cũng khoảng gần 30 năm nay. Bây giờ thống đốc là lại là dân chủ đắc cử, trong khi Virginia lâu nay cũng là tiểu bang đỏ. Nhưng mà bầu cử thượng viện cũng như hạ viện của tiểu bang đều là dân chủ thắng hết. Thành ra bây giờ dân chủ đang là thống đốc mà lại nắm cả hai viện của tiểu bang thì coi như là Virginia hiện giờ hoàn toàn xanh. Thì trước tiên muốn bình nhận xét về cái cuộc bầu cử hôm thứ Ba vừa rồi về tình trạng của Kentucky và Virginia, nó có những cái báo hiệu nào trong sắp tới? Bình thường thì những cuộc bầu cử và những năm lẻ như vậy là chẳng ai để ý, từ trừ cái người dân của chính tiểu bang đó. Tại vì nó là bầu cử năm lẻ, nó không có cái hiện tượng gì liên hệ đến quốc gia. Nhưng cái tháng 11 năm nay thì cả hai đảng họ đều muốn quyết định một cái chuyện là nationalize cái cuộc bầu cử này. Và cái chuyện đó là do chính bên Cộng hòa bắt đầu trước. Và chính ông Trump, ông muốn biến cái cuộc bầu cử này ít nhiều gì trở thành một cuộc trưng cầu dân ý đối với uy tín riêng của ông Trump nữa. Cho nên ông mới bỏ thì giờ bay đến Mississippi, đến Kentucky, không đến Virginia. Cái đó là một cái đặc biệt. Lại Virginia ở kế bên nhưng mà không tới. Một phần là tại Virginia không có cuộc bầu cử lớn, thống đốc hay là nghị sĩ gì, mà chỉ bầu cử các nghị sĩ và dân biểu tiểu bang thôi. Cho nên ông không thèm tới là vậy. Ông đến ba tiểu bang mà có tranh cử tổng thống đốc. Đó là Kentucky, Mississippi và Louisiana. Và thứ bảy này sẽ bầu. Thì ông đặt cái uy tín cá nhân của ông vô đó luôn rồi, ủng hộ cho các ứng cử viên Cộng hòa. Ở Mississippi thì bên Cộng hòa thắng. Cũng không có gì ngạc nhiên là tại Mississippi là một tiểu bang là trăm năm nay đã là của Cộng hòa rồi. Riêng ở Kentucky thì ông đặt vô uy tín của ông vô cái tụ này nè. Và không thành công. Vì có hai cách nhìn. Một á, là uy tín của ông Trump không có còn ghê gớm như là ba năm trước. Hai nữa là chính cái ông thống đốc của Kentucky, ông có nhiều cái vấn đề của ông lắm. Tức là ông không liên hệ đến ông Trump hết. Ông Mark Bevin là thống đốc. Ông ăn nói thì lộn xộn. Rồi ổng gây chuyện với lại cái nghiệp đoàn giáo chức ở Kentucky, gây với lại chính đảng Cộng hòa Kentucky nữa. Cho nên á, ổng bị thua mấy ngàn phiếu. Thì bây giờ bên phía tòa Bạch Ốc họ đổ thừa nói là đó, ông Trump đã cố gắng cứu ông này mà cứu không được thôi. Là tại vì ông này dở, ông này đi gây với dân, bị mất lòng dân, chứ không có liên hệ đến uy tín của tổng thống hết. Thì mình có hai cách để mình nhìn cái này. Chỉ có những người chuyên gia mà cư dân ngay tại Kentucky đó, họ nhìn sâu vô tình hình đó, thì có thể có một lý do là cái sự vì cái có một cái hiện tượng là cái ông ứng cử viên dân chủ của mình ở ngay tại tiểu bang Kentucky, ổng quyết định là ổng không có biến cái này thành cuộc bầu cử quốc gia. Ổng không kéo ông Trump vô. Ổng chỉ nói với người dân Kentucky là quý vị chỉ chọn một thống đốc tốt nhất cho quý vị thôi. Còn cái chuyện mà quý vị có thích hay không thích thống Trump là chuyện nó để qua bên. Cho nên ổng khôn, ổng không có đương đầu trực diện với ông Trump, mà vì vậy mà ổng có lẽ đó là kết quả một thành công. Tôi muốn thêm một cái nữa là nếu mà người ta phân tích nhiều hơn nữa đó thì người ta thấy ở bên ngoài cái vấn đề ông thống đốc Bevin là làm nhiều cái chuyện mà nhiều người không ưa đó. Mà mặc dù vậy đó, tổng thống Trump đó nói là nếu mà quý vị cho ông Bevin thua đó là tôi là bị một cái thua lớn nhất mà tôi không có muốn bị mang tiếng, thì quý vị có cho hay không. Nhưng mà cái chuyện này không phải là quan trọng. Không, ông tổng thống này dám nói câu đó hồi xưa đến giờ nha. Thì đúng, nhưng mà rõ ràng là ông bị bậy, ông Tâm mới thua, mới mất mặt. Nhưng mà cái chính đó không phải ở chỗ đó. Tôi thấy cái chính đó là các cử tri của suburban, nghĩa là ngoại ô đó, của các cái thành phố lớn ở bên ở Kentucky đó, nhất là phụ nữ đó, họ ủng hộ bên dân chủ. Họ nghĩ là như vậy là đánh giá cái vấn đề mà suburban women trong mấy cái
nghĩa là thành phố của Kentucky đó, họ đã từ cái là đỏ họ trở thành qua là xanh. Thì đây đó là một cái, nhiều người đã lên tiếng là đây là một cái cảnh cáo cho 2020 vì phụ nữ họ không có. Nhưng muốn hỏi anh Quân là như thế này, qua một số những analyst họ phân tích thì với cái kết quả của Kentucky và kết quả nhuộm xanh Virginia đó, thì nó đưa tới là cái một cái sự thảo luận trong nội bộ đảng Cộng Hòa, là tới lúc là cử tri nó quay lưng với ông Trump là chúng ta có thể là nên tiếp tục ủng hộ ông Trump hay là quay lưng với ông Trump. Nó... thì đây đó, nếu mà tôi giải quyết đi cái bài toán này đó, tôi là nhiều người muốn là, nhưng mà đây đó thì tất cả phân tích viên người ta đều nói đây là một cái wake up warning, vì vấn đề là người ta thấy là tất cả những cái thường thường những cử tri mà phụ nữ ở ngoại ô đó là họ tương đối là không có ủng hộ Tổng thống Trump lắm. Và điều đây đó thì cũng đã thấy rõ vào tháng 11 năm ngoái rồi, năm 18 vừa rồi. Nhưng mà đây thì nó rõ rồi. Thì quý vị thấy là tự nhiên là quý vị biết Virginia là cũng là một cái tiểu bang ấy là đỏ. Nhưng mà theo rồi. Mình thấy đây có phải là cái trend, cái chiều hướng không, cái xu hướng không? Mà nếu mà xu hướng như vậy thì những người mà dân cử của Cộng Hòa vẫn tiếp tục với trung thành với Tổng thống Trump hay là có thể thay đổi? Thì đó là một vấn đề khác nhau. Ở Virginia, quốc hội Virginia, quốc hội tiểu bang đó, đều bị Dân Chủ tái chiếm lại. Nhưng mà nó chỉ là kết thúc một cái tiến trình mà đã kéo dài có khoảng 10 năm nay rồi. Từ thời Bush con luôn. Virginia càng ngày nó càng gọi là hướng về phía Dân Chủ. Và cho nên các khán giả mà ở vùng Virginia có lẽ cảm thấy được cái chuyện đó. Và bây giờ sau cái cuộc bầu cử tối hôm thứ ba vừa rồi, thì bên Cộng Hòa đó bây giờ giống như họ nhẹ người là họ mới vừa mổ cái gì đó. Là từ giờ về sau không còn hy vọng gì lấy lại Virginia nữa, cho nên sẽ để thì giờ qua những chỗ khác. Và bên Dân Chủ thì giờ bảo đảm trong năm 20 này sẽ nắm được Virginia. Còn ở Kentucky thì nó có một cái hiện tượng này nữa. Ngoài cuộc tranh cử thống đốc, ông Trump cũng có một ý khác. Và tối ngày thứ hai trước ngày bầu cử Kentucky, ông bay về Lexington, ông tổ chức một cái buổi vận động tranh cử mà mấy chục ngàn người từ nhiều thành phố khác nhau, tại vì ở bên Kentucky người ta ở xa lắm, người ta lái xe tới, người ta xếp hàng có mấy tiếng đồng hồ luôn để đợi vô nghe tổng thống nói chuyện. Thì trong cái cuộc buổi nói chuyện đó có một nhân vật mà chắc là không muốn tới nhưng mà bắt buộc phải tới, đó là ông McConnell. Ông Trump nói chuyện xong ông giới thiệu ứng cử viên thống đốc lên, rồi sau đó ông gọi ông McConnell từ phía dưới ông gọi lên luôn, ông ca tụng ông McConnell là có công, đã lập công với Đảng Cộng Hòa. Rồi sau đó ông giao micro cho McConnell, nhưng mà ông muốn gián tiếp ông nói. Thì trong cái thế của McConnell như vậy, ông cầm micro thì ông phải khen lại tổng thống. Và hai bên bắt tay với nhau. Thì ông Trump, đây là một cái cách để mà ông cột cái Đảng Cộng Hòa trong thượng viện. Cột impeachment đó. Ở thượng viện á, là 100 cái nghị sĩ là 100 cái đại thụ. Tức là những cái cây cao đứng thẳng là họ không có lệ thuộc ai. Ông McConnell ổng chỉ là lãnh tụ đa số, nhưng mà ổng là ổng nói là cái đảng muốn vậy, nhưng mà khi mà nghị sĩ là họ bỏ phiếu rất là độc lập, họ không có lệ thuộc. Thì vì vậy đó thành ra mình thấy đây là một cái chiều hướng. Ổng sẽ đi nhiều tiểu bang nữa. Và ổng đã đến Mississippi, đi đến đâu ổng cũng kéo mấy ông thượng nghị sĩ lên đứng chung giọng á. Tại vì ổng đang lo cái vụ impeachment là tại vì nếu mà ra trong thượng viện. Đó muốn ra đó là thượng viện sẽ quyết định cái số phận của ông, thành ra ông á lo. Nhưng mà ở đây quý vị cũng thấy là bây giờ đó cái đà nó, mình không dám nói cái đà hẳn, nhưng mà những cái facts nó cho thấy gì, tổng thống đã ngồi trên luật pháp và cố gắng dùng cái sức mạnh của phủ tổng thống để nghĩa là chèn ép một ứng cử viên khác. Thì nội đây không biết là mấy ông gọi là thượng nghị sĩ có flip hay không, tại vì ông ta các người này cũng thấy những cái chiều hướng của người ta chung đó. Thì quý vị cũng biết đây là nhưng mà muốn hỏi anh đó, ông Monucci, cái ông mà rồi truyền thông của ông Trump, ông bổ nhiệm vô White House làm truyền thông đâu đó 10 ngày 20 ngày gì đó là bị từ chức. Scaramucci
Thì ông nói là ông Trump ông sẽ rời khỏi chức vụ vào tháng 3 năm năm tới. Tức là ông không thể ở trong chức vụ nữa, ông phải rút. Thì rồi cộng tới cái vấn đề ông Putin đó, là tin tức bữa nay cho thấy rằng là ông ta sẽ ra điều trần. Putin là cố vấn Hội đồng An ninh Quốc gia. Thì anh nghĩ rằng là những cái người mà cộng tác với tổng thống mà đang nói ngược với tổng thống như vậy, nó có bất lợi cho tôi nói một cách là về xác suất thôi, cái xác suất là 50-50, có thể cái chiều hướng nó có thể là ngược lại với tổng thống rất là nhiều. Nếu ông Bolton ra đó mà ông nói những cái chuyện mà gọi là ngược lại với tổng thống đó thì ông tổng thống có thể chìm xuồng chứ không phải là không. Thành ra tới bây giờ chúng ta chỉ nói là cái xác suất mà cái việc mà tổng thống Trump đó bị chìm xuồng đó là 50-50 thôi. Nhưng mà tới bây giờ tôi chưa dám. Trừ khi yếu tố lớn nhất vẫn là yếu tố cư trì. Kính thưa quý vị, xin quý vị đừng rời máy, chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông tin thương mại.